kinh khủng cảnh triều cường ở miền Tây đây cô chú anh chị. Nước ngập gì con buồn không? À, buồn chứ, cho hết đồ đạc của con đi. Ừ, buồn trôi hết đồ đạc của con đi rồi. Bàn thờ cũng sắp ngập luôn rồi nè cô chú anh chị. Triều cường trôi luôn bát nhang của gia đình nè cô chú anh chị ơi. Nước ngập hoài như vậy á, rồi con ở đây con có bị ngứa chân đồ không? Dạ có. Bước mỗi lần bước xuống con đi uống nước là con ngứa cái chân. Dạ con muốn ở chỗ không có ngập tại vì nước rồi nó ngứa. Với lại có mấy con sâu bọ nhện rồi nữa. Nhà vệ sinh vậy rồi sao đi? Trời đất. Nhện nó xuống đi vậy. Vậy là giờ phải nhịn. Má ba hụt bất tử rồi, bây giờ làm sao rồi. Khủng khiếp luôn, thật sự rất khủng khiếp luôn. À, vậy là nước rút rồi. Không thấy không, nhà tắm không thấy cả trời ơi, đó hôm qua đó thấy trời ơi. Ngập gì vậy trên trời thì chứ. Chưa từng thấy cảnh nào như thế này. Hồi đó giờ cô mới thấy luôn, rồi đó nhỏ cái đó mới thấy luôn á. Cuộc sống của người dân thì bị đảo lộn hoàn toàn với triều cường kỷ lục như thế này. Những căn nhà hiện tại đang kinh khủng cảnh triều cường ở miền Tây đây cô chú anh chị. Mấy nem nhân đang có mặt trên một cù lao giáp giữa Long An và Tiền Giang. Và trên cù lao này thì triều cường đã tấn công một cách kinh khủng luôn. Hiện tại thì ngay tại vị trí mà Nhân và chú Mai là một người địa phương đang đứng thì nước ngập lên đến đầu gối rồi. Vẫn chưa phải là đỉnh điểm của triều cường chiều hôm nay. Và đây cũng chưa phải là vị trí sâu nhất. Chú cháu mình cùng đi nha chú, để cùng trò chuyện luôn. Những căn nhà mà nền thấp thì xem như là nước vào đến nhà. Những căn nhà mà nền cao xây sau này thì còn hy vọng mấp mé. Chú ở đây bao lâu rồi? 60 mấy năm rồi. 60 mấy năm rồi. Là một trong những người dân bám trụ rất là lâu ngay tại cù lao này. Đây là một căn nhà bỏ hoang. Và cô chú anh chị có biết vì sao căn nhà này bỏ hoang không? Bước vào đây, mình cứ nghĩ là nó khô ráo ha. Nhưng mà cô chú anh chị có thể vào đây. Đó, ngập minh bông á. Ôi ôi, có con gà tội nghiệp không? Mực nước ở trong này rất cao, cô chú anh chị thấy không, ngập. Cho nên là bà con nơi này thì phần nhiều là không bám trụ nổi. Và ai có đất đai của ông bà thì là sẽ dời ra ngoài để ở đất liền đúng không chú? Đúng rồi. Hồi xưa dân cư ở nơi này là bao nhiêu hộ chú? Gần 100 mấy chục hộ đó. Ôi, điện thoại dữ vậy. Chú nghe đi, chú cứ nghe đi. Chú là người đưa đò luôn á hả? À, vậy là có người điện cho chú để ra rước hả? Ở nơi này thì có một số bà con sống bằng nghề đưa đò, đưa từ bờ bên này sang bờ bên kia hoặc là đi ra xà lan. Hôm nay thì sẽ cận cảnh cho cô chú anh chị thấy triều cường ở miền Tây những năm gần đây nó khủng khiếp đến như thế nào. Tội nghiệp không? Ui, bây giờ thì chú đi đưa đò rồi. Những căn nhà hiện tại đang sâu, cô chú anh chị thấy không? Và những căn nhà hiện tại thì đang chìm trong biển nước. Đây là một trong những căn nhà có thể nói là chịu ảnh hưởng rất là nặng nề của triều cường. Rồi không biết động ôi, đây. Gà cũng phải tránh triều cường nữa bằng cách là bay lên tận đọt của cây xoài luôn. Đó mọi người thấy không? Còn gà ở trong nhà nè. Dạ dạ. Đồ đạc trôi lỉnh nghỉnh hết rồi. Gà bây giờ là không cho bán luôn. Tội nghiệp không? Thấy thường ha. Rồi chủ nhà sao không đưa nó lên chỗ cao, thấy không còn chỗ nào cao nữa không biết. Hình như là anh thấy đây là nó ngập hết ráo rồi, không còn chỗ nào đâu cao đâu. Một tiếng trước anh em mình ở đây thì nơi này vẫn còn khô ráo, một tiếng sau thì đã thành như thế này nè cô chú anh chị. Không biết anh chủ nhà đâu rồi. Rồi anh Phú coi cái cảnh triều cường ở miền Tây khiến cho những con động vật nè, tội nghiệp nó ghê không? Nè con gà nó không còn chỗ để nó đeo nữa, nó đeo lên trên giường này. Anh Phú thấy không? Trời ơi, con cún nhảy lên giường ngồi luôn rồi. Và theo như mô... Ê, tội nghiệp không?
À, khi nãy thì mấy anh em đến đây trước khi triều cường lên á, thì những tấm ván ở trong nhà này được sử dụng để đi lại trong nhà. Tại vì đây là một ngôi nhà đất. Khi mà nước triều cường lên á, thì bây giờ những miếng ván này nè, nó nổi lên. Có thể là nó sẽ trôi ra khỏi nhà luôn. Giúp sao không bé? Bé ơi, cha con đâu rồi? Cha con bên kia hả? Thì xuống sao? À, anh nhìn nè, anh Phúc. Cô chú anh chị thấy không, đồ đạc ở đây rất là dễ bị hư mục. Bởi vì nước nó xâm lấn như vậy thì mục gỗ hết à, mục chân hết à. Bàn thờ, ghế, tủ. Ồ, giờ là con ngồi đây đó, cha mẹ con à, cha ăn đi rồi mẹ ăn đâu? Mẹ đi làm thợ may. Đây là một cậu bé đang sống ở trong căn nhà ngập nước nè cô chú anh chị. À, con dắt chú đi vòng nhà coi. Nước ngập vậy thích hay là sợ? Dạ con sợ. Hả? Sợ. Sợ hả? Dạ. Con sợ gì? Con sợ nước ngập quá, sợ trời gì chứ. Ui, sao trơn dữ vậy con? Tại vì nhà con bằng đất mà nó phải trơn rồi. Ồ, nhà bằng đất. Rồi mấy miếng ván này lót là để đi lại trong nhà đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ nó nổi lên vậy có khi nào nó trôi ra ngoài luôn không? Dạ có. Hồi lúc kia là có mấy tấm ván nó trôi ra ngoài kia rồi. Ờ. Nước ngập tới giường ngủ của con không? Dạ không. Tiêu điều cảnh triều cường ở miền Tây nè cô chú anh chị. Em vào mình lên. Dạ. Gà đang ấp trứng nè. Rồi cóc cũng phải nhảy lên nữa nè. Con này học lớp mấy rồi? Dạ con năm nay con học lớp 4. Lớp 4 ha. Dạ. Nay con có đi học không? Dạ không. Sao nay là thứ mấy? Thứ nay thứ 6 mà con không học hả? Hôm nay. Ui rớt đồ rồi. Hôm nay thứ 6 tụi con được về sớm. Con tên gì? Dạ con tên là Ben. Hả? Tên Ben. Ben hả? Dạ. Con, cái này là phải mình làm để ngăn rác không vô không? Dạ học cái đó để làm để đóng cửa thôi chứ nước nó cũng vô. Nhưng tại mà cho rác đựng vô đúng không? Dạ cho rác đựng có vô chứ giờ có mấy lần học nó nước nó cũng vô. Rồi đồ đạc trôi hết rồi con đi lụm lại hả? Không, đồ đạc cho hết thì con bỏ rồi chứ con không có lụm đây được. Con bỏ luôn hả? Rồi cái ghế nè. Cái giường này thì cũng phải kê cao lắm á. Chứ không thôi là... Hình như là có chỗ thì mấy cây nè. Dạ. Chứ không thôi nước tối là lên giường à. Giường ở đây bà con phải kê cao. Tại vì cái chỗ ngủ tối không có được ngập. Nước ngập gì con buồn không? Dạ buồn chứ. Cho hết đồ đạc của con đi. Buồn trôi hết đồ đạc của con đi rồi. Ây trời, trơn quá con ơi. Dạ. Em đi coi chừng nha. Dạ. Quá trời luôn. Ở trong nhà bây giờ nó lên khoảng 2 tấc nước. Nước ngập như vậy á, rồi con ngồi con học bài làm sao? Dạ thì con lên giường con học bài à. Con đứng đây đi, con đứng đây nè. Dạ. Đi nữa chú sợ té. Con dạ. Học bài ở đâu chỉ cho chú coi. Con học bài ở ngay cái giường ở trong trọng hồi nãy cho chú thấy á. Cái giường đó con vừa học bài vừa ngủ luôn. Dạ. Còn ngoài đây tập vở của ai? Của chị con hả? Dạ. Chị con học ngoài đây hả? Dạ chị con nhiều khi là học trong trọng hoặc là học ngoài đây. Mỗi lần mà nước ngập gì á rồi cái con thấy cha mẹ đi kê đồ lên hay như thế nào? Dạ chắc kê đồ lên thôi chứ nó cầm cái chơi hết rồi. Dạ. Con ở bên này có cái bàn thờ nè, bàn thờ đó, bàn thờ gì đó? Bàn thờ dưới thấp là bàn thờ gì? Bàn thờ ông nội con. Có là bàn thờ ông cố con, còn bàn thờ cao là bàn thờ ông nội con. Còn cái bàn thờ ở dưới thấp, ở dưới cùng? Dạ, bàn thờ ông địa. Bàn thờ ông địa ha. Bàn thờ cũng sắp ngập luôn rồi nè cô chú anh chị. Thống tới giải luôn rồi. Trời. Trôi cái bát nhang luôn rồi. Triều cường trôi luôn bát nhang của gia đình nè cô chú anh chị ơi. Quá khổ. Rồi chiều gia đình con ăn cơm như thế nào Ben? Dạ con ăn cơm thì cũng con ăn cơm với cá chiên. Nhưng mà nước ngập như vậy rồi con ngồi ăn cơm ở đâu? Dạ con ngồi trên ván này ăn cơm. Dọn trên ván này. Coi dạ. Con gà kìa, coi con gà nó đứng trên cửa sổ luôn kìa.
cái con cún nè, con cún nó leo dán là nó leo là con bắt lên hả? Dạ con bắt lên, tại vì nó không có leo nổi, tại cao quá. Nó sợ nó cặp cho nó đi nên là con bắt nó lên á. Nước ngập hoài như vậy á, rồi con ở đây con có bị ngứa chân được không? Dạ có. Bước mỗi lần bước xuống con đi uống nước là ngứa cái chân. Ngứa dữ lắm hả? Dạ. Chắc do nước ở đây cũng không có sạch á, chú thấy rác nhiều quá. Rồi nước nó ngập xong hết đợt triều cường này thường là bao lâu nó mới khô nhà con lại? Dạ khoảng 1-2 tuần gì đó vậy chú. 1-2 tuần mới khô hả? Dạ. Tại vì nhà nền đất mà. Nhà đất nên là nó lâu khô. Sao con không đứng chỗ mà con đi vòng vòng vậy? Bé nó cứ đi vòng 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 là mình đi theo. Đồ đạc trong nhà con có bị hư không? Ngập á? Dạ có. Hư cái gì rồi con? Cái nồi nước nhiều quá bị mòn rồi. Bị mòn. Nồi nước nhiều quá bị mòn. Nước có lên nhiều quá nên là cái nồi nó không có được nên là nó mòn cái mòi. Rồi tủ đồ, giường đồ có bị gãy không? Có bị mục không? Dạ có. Cái giường con cũng hơi mục mục rồi. Ừ. Con muốn ở đây hay là con muốn ở chỗ không có ngập? Dạ con muốn ở chỗ không có ngập, tại vì mấy nước rồi nó ngứa. Với lại có mấy con sâu bọ nhện rồi nữa. Con sợ hả? Dạ. Bình thường có rắn rít gì không con? Dạ con cũng không biết gì. Con có thấy không? Thấy có con gì không? Có mấy con nhện nước đồ, mấy con rết nó đu lên cái tường đó. Vậy hả? Có bò lên cái chỗ còn ngủ không? Dạ không. Coi đó, bàn ghế chìm trong biển nước luôn. Giường, tủ, bàn thờ tiêu hết rồi cô chú anh chị ơi. Rồi chú cảm ơn con nha. Dạ. Chú đi qua mấy nhà khác đó nha. Dạ. Ừ. Giỏi quá, ngoan quá. À. Sao con? Con nhận cha mẹ con. Chú cho con mua kẹo ăn. Nhưng mà đi con. Mẹ... Nãy giờ con dẫn chú đi, cái này là chú tặng cho con mua kẹo ăn. À. Được không? À. Cha mẹ có la không? Con cũng không biết nha. Để chú nói cha mẹ cho ha. Dạ. Nè con cất đi. Dạ con cảm ơn. Không có sao hết á nha. Dạ. Tội nghiệp lắm. Triều cường ở miền Tây á cô chú anh chị, thì ảnh hưởng đến đời sống của bà con ngày càng trầm trọng. Những năm trước ở quê Nhân á thì triều cường chỉ ở một mức độ nào đó thôi, nhưng mà càng ngày thì mình càng gia cố đê, mình càng làm tường rào á, thì nó cứ tràn qua, tức là mực nước mỗi năm á thì nó lại dâng cao hơn. Và Nhân có nghe nói thì ở Cù Lao này triều cường năm nay cũng đã ở mức báo động rồi. Và bằng chứng là nhà cửa của chú anh chị thấy đó. Và những đứa trẻ như thế này ước mơ của tụi nó cũng là được ở một nơi khô ráo, chứ cũng không muốn trong biển nước như thế này. Nhưng mà vì cuộc sống nè, vì điều kiện của cha mẹ, ông bà từ xưa giờ, cho nên là vẫn phải bám trụ ở nơi này. Chú cảm ơn con nha. Dạ. Ừ, rồi cho chú xin cái mic rôn nha, ráng học giỏi nha. Dạ. Ừ, rồi mai mốt mình có điều kiện là mình đi đến những cái nơi mà không có còn ngập nữa mình ở ha. Dạ. Ừ, rồi chú cảm ơn con nhiều nha. Thấy thương lắm cô chú anh chị. Ở đây á, nếu mà có cái điều kiện thì em đốn là nhà lên thực sự ra thì cũng có chỗ nó vô ráo rồi, chứ em muốn đi đâu được hết. Dạ, bây giờ anh em mình đi thêm một số căn nhà ở trên Cù Lao này nha cô chú anh chị. Hình như là càng ngày càng cao rồi đó anh Phú ơi. Nhắm hồi anh em mình ra không được luôn á. Dạ. Ở bên kia người dân có cảnh báo hai anh em là sâu lắm, săn cái quần lên. Hôm nay thì đi cũng chuẩn bị một cái quần ngắn như thế này, chứ bình thường thì mình đi quay mình cũng phải mặc quần dài. Quần ngắn mà giờ còn săn lên mà còn ngập nè. Bây giờ nó ngập dữ lắm rồi. Ở đây là một cái con đường mà bà con hay đi, có lót một số cái đan, miếng đan với lại là một số cái xà bần á, để cho cứng cáp dễ đi á. Thì bây giờ mình không còn thấy nó nữa, cho nên là mình chỉ đi mò thôi. Thì có thể chút xíu nữa anh em tắm ở đây luôn. Bây giờ chọn trò là té đó cô chú chị. Em còn ấy, em cao em ngoái chứ anh là nó tới bước dế rồi. Sáng quần lắm. Sáng cái gì, ở cái quần là nó ướt luôn rồi. Ở đó có ngập không mà ngồi nhậu vậy? Từ. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Căn nhà nằm giữa biển nước kìa anh Phú. Bây giờ là mấy anh mấy chú đang ngồi nhậu vậy không ạ?
lên chảnh không có bà con ở chảnh. Quay chú ông à, quay chú người ông á. Quay chú người ông gà nó đâu rồi? Gà nó nhập tới coi chú người. Nhập lội trứng giấy. Mẹ nó ráo rồi, còn gì nữa. Còn gì nữa, kệ mình nói vui mà ha. À, nơi này á, thì triều cường xâm lấn lên á, thì kéo theo rác như thế này, và Nhân nghĩ là cũng phần ô nhiễm này sẽ khiến cho đời sống bà con sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Chú nói thì sao? Lội chính giấy. Sao vậy? Dán cái quần lên lội chính giấy sao? Dán cái quần lên lội hả? Bây giờ chú đi đâu á? Chú đi đâu vậy? Chú đi đâu hả? Đi kiếm đò. Hả? Đò không phải, đò mất tiêu rồi. Rồi đò hả? Đứa học sinh hay gì á? Ông đang đi kiếm xuồng. Chú ở đây bao nhiêu năm rồi? Đây hả? Dạ. Ở đây chắc 6 mấy năm rồi đó. Mỗi năm có ngập cao vậy không chú? Có, năm nào cũng vậy hết đó. Đúng là năm nào cũng như vậy á. Dạ. Giờ chú đi kiếm đò đặng chú qua bên kia xong á cô chú anh chị. Ông lấy chiếc xuồng mất tiêu rồi. Đó, bây giờ là nó ngập lút nắng luôn rồi cô chú chị. Ở nơi này thì bà con miền Tây, cô chú anh chị cũng biết rồi, bà con miền Tây thì rất là hòa đồng, vui vẻ và rất là hay giỡn, sẽ có những cái câu đùa như vậy. Người ta phải lạc quan như vậy mới sống được với thiên tai triều cường như thế này nè. Những căn nhà trong này mọi người sẽ thấy là càng chìm trong biển nước nữa. Thậm chí là câu cá trong nhà luôn, Nhân nghe bà con nói là câu cá trong nhà luôn. Bây giờ thì em ngồi đây là em câu cá thoải mái luôn hả? Nước nó lên quá trời luôn hả? Lên giờ cỡ đi lội đây là cỡ 5 tấc hả cô chú chị? Đó những cái lù à. Nó lù bây giờ nó còn cái miệng không à. Cuộc sống ở trên cù lao của bà con thì cũng trải qua nhiều thế hệ rồi. Và có những người đã nằm lại ở trên cù lao này. Ở đây là một ngôi mộ, cạnh bên một ngôi nhà cũng đã bỏ hoang rồi cô chú anh chị. Ngôi mộ này tí xíu nữa thì sẽ ngập lên gần hết luôn cô chú anh chị. Nước chỉ mới vừa lên thôi là mình đã thấy là đến chân mộ rồi. Tí xíu nữa nếu như Nhân có quay trở lại được, Nhân sẽ chia sẻ về cái cảnh ở đây cho cô chú anh chị luôn. Một ngôi mộ cũng chịu chung tình cảnh với những ngôi nhà. Ở phía trong kia là còn nhà nữa nha cô chú anh chị. Đường vào thì hình như đi đường này hả anh Phú? À đi đường ngoài đó hả? Dạ. Mọi người sẽ thấy là nước từ ở phía bờ sông nó đang tràn vào nè. Mình sẽ thấy rất là rõ, lục bình nó trôi nhanh lắm. Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi là nước sẽ tràn ngập cái căn nhà ở đây. Cuộc sống của bà con ở nơi này thì quanh năm cứ đến rằm là sẽ chìm trong nước như vậy nè cô chú anh chị. Nước hiện tại là mọi người thấy không, lên đến đầu gối rồi. Thật sự thì trước khi đến đây Nhân cũng không nghĩ là mực nước ở nơi này lại cao đến như vậy đó cô chú anh chị. Triều cường ở chỗ Nhân thì cũng không đến mức như thế này. Nhân ở Bến Tre và hiện tại thì nơi này Nhân thấy là phải nói là mực nước kinh khủng luôn. Và rất nhiều những ngôi nhà ở nơi này đã di dời đi rồi, bởi vì không chịu nổi cái triều cường càng ngày càng cao và cuộc sống rất là khó khăn ở nơi này. Căn nhà này vẫn còn người ở hả chú? Còn người ở. Gặp chứ. Mũi quá trời mũi. Một trong những căn nhà chìm trong biển nước ngay tại cù lao này, để mọi người thấy là triều cường ở miền Tây càng ngày càng khắc nghiệt như thế nào. Cái nhà này là hồi xưa là ta ở rồi cũng lót gạch rồi con làm nè. Gạch chịu không nổi đi. Vị trí chú đang đứng là một cái nền nhà. Bức tường vẫn còn nè, hồi xưa là cửa nhà hướng ra sông nè. Rồi sau đó người ta cũng đi luôn và bỏ lại rất là nhiều đồ đạc còn sót lại, như một chiếc ghe mục nè, thùng bọng nè. Và cạnh bên ngôi nhà này thì vẫn còn một ngôi nhà bám trụ lại nơi đây. Nước thì ngập lên nửa cái lu luôn. Quá kinh khủng với triều cường ở miền Tây. Nước cái này mà lát đến rồi vô nhà cô mà cô lo không cũng mệt mỏi luôn á. Nước tràn từ ngoài hành lang vô nè. Điều cái này nó vô lát nó ra không có được. Ba. Tại ba bơi bốn phía đó. Tự dí hết rồi hả? Dí hết. Phải lấy cái ca dựng cái bút tét này đã đời à. Nước tràn từ nhà trước ra nhà sau luôn. Về sao đi cầu nha.
Nhà... nhà vệ sinh vậy rồi sao đi? Trời đất. Nhịn nó xuống đi vậy. Vậy là giờ phải nhịn. Nó là hồn bất tử rồi, sao phải nhịn làm sao rồi. Ờ, nước vô rồi, giờ nó vàng như dân. Một trong những nỗi khổ của dân miền Tây đó là khi mà triều cường lên ngập nhà vệ sinh như thế này thì phải nhịn. Nhịn hả cô? Phải đợi. Chứ giờ đi đi cũng không được, giờ nó ngập luôn bụng cầu rồi. Nghe nói thì nghe vui vậy nhưng mà thực sự thì rất là khổ cô chú anh chị. Ngập lúc luôn. Dạ. Mày cần ta có công câu không? Lấy không. Ngay câu câu cho. Còn cái nhà bên kia. Nhà cái có em có chị nào? Em thứ 10. Dạ. Phú ơi. Mất rồi. Bắt ba bốn con bự bự bãi cái sao trời mẹ, thấy nó thùng rã xuống cho mẹ đó. Trời trời ơi. Con gì? Để rồi. Nó thì dán chỗ tôi dớp vậy. Cái gì? Con cá hấp rồi á con. Cá hấp rồi sao lòi nè. Cá hấp rồi nó lên đây là lấy đầu dớt hả? Ừ. Chớp chớp cái chai trôi xuống rồi, cái trôi mẹ đó, đi gì mẹ. Đi đi vô nè. Trời ơi. Khủng khiếp luôn, thật sự rất khủng khiếp luôn. Giờ là ít đó, hồi nãy thì nhiều đó. Dạ. À, vậy là nước rút rồi. Chó lên giường hết rồi. Anh Phú có tưởng tượng được cái cảnh nó lại khủng khiếp như vậy không? Thực sự là mình không hình dung được. Hồi đó giờ khùng quá. Hồi đó giờ... Về đây một năm mấy nay tôi mới thấy đó. Vậy hả? Hồi đó giờ cô về đây năm rưỡi rồi, gần 2 năm nay rồi cô mới thấy, trong mấy tháng nữa 2 năm nè. Mới thấy là nó cao đến mức như vậy. Cao đến vậy đó. Dạ. Đó cô đâu có đặt mặt cao đâu. Chị không đấu luôn rồi chưa cậu? Chưa đấu cái gì đó. Chưa nấu luôn. Ừ. La dọn vậy không? Nhậu được cho ông nhậu, cái gì ăn, mấy bị gói mì gì ra, cô ăn xong rồi. Bắt được mấy thằng khác rồi, để đây. Đây, để đây, cái đậu rút mẹ đó rồi. À, con ngon ngon hả? Ờ, đó. Có khi nào trôi đồ mất tiêu luôn không? Có luôn, cái thao này. Chị kiếm thấy bà về, chị cạn vô nó rủng mấy rủng mấy dưới. Trời ơi. Là trôi luôn á hả? Trôi luôn á. Không, nhà tắm không thấy cả trời ơi, đó con qua đó thấy trời ơi chưa ngập gì vậy trên trời thì chứ chưa từng thấy cái cảnh nào như cái này. Hồi đó giờ cô mới thấy luôn, rồi đó nhỏ cái đó mới thấy luôn á. Trái xanh mày đẻ mới thấy luôn. Mới thấy luôn. Cá nó nhảy lên đây nè nhân. Dạ. Đó đó. Cá vô nhà đó, luôn. Ta bắt được mấy con nữa, mấy con này nó trôi đó. Trời ơi. Cuộc sống của người dân thì bị đảo lộn hoàn toàn với triều cường kỷ lục như thế này. Đồ đạc, đồ ba, đồ điện tử rồi phải treo lên trên đó luôn à. Gì đó? Nhất là ví dụ như là tủ lạnh nè, đó, đây có cái tủ lạnh nhỏ nè cũng phải kê lên rất là cao. Đó cao, kê đó đáo rồi con ơi. Cô ở đây mấy người? Hai người, hai người. Dạ. Không phải nhậu đó. Chiều giờ đâu làm được gì đâu, đi nhậu thôi. Đó, đi nhậu đó. Không có là ăn cái đậu chợ mà chị đẳng bãi bên mấy cháu đi chợ về mấy cơm mấy tôm đó ra ăn đó nè, khổ sở chứ còn tên đây nè cô ăn thì sáng giờ vậy đó nè cái chua chai khó sao lắm vậy chua chai hả. Ờ, cái con hộp tròn vịt luộc ý hộp vịt kho